các bạn nhớ mọi người cùng xem ha. DC 100 nha. Đang chạy mùa nước nổi luôn các bạn. Nó ngay này ta cũng đang bơm nước các bạn. Đang bơm nước mà nó nào ngay nó cũng còn nhiều lắm nha. Chạy nó cũng còn trao trao đó. Ở sau lưng mình là mình thấy nước trắng giả gì đó các bạn ơi. Cái khu này nó có trong cái vuông, thế cho nên là đang giữ nước được. Hai cây, ở bên đó cây 70 cũng đang chạy. Nó này cũng còn lúa cũng còn cao mà chạy chậm các bạn, không có chạy lẹ được. Chạy lẹ nước nó lùa. Lây gai các bạn ơi. Cái lúa chào lắm luôn đó các bạn. Coi cái chỗ lằn bánh này thấy không? Chạy lẹ chào lắm luôn. Phải lây gai không à, không chạy lẹ được. Nó nghe ta cũng bơm nhiều lắm nè các bạn thấy không? Đang bơm. Vậy ngập bánh luôn đó các bạn. Cũng lắm luôn đó. Không chạy lẹ được. Thấy không? Thấy cao gì chứ ngập bánh luôn đó. Là lúa lên cao vậy đó. Nó ngày chạy lây gai chứ không chạy lẹ được luôn á. Máy thì đang bơm luôn. Đây đặt cái máy đang bơm luôn. Mà nước còn cỡ này. Đang chạy bò bò. Ai cha. Chiếc 70 ở trong kia đang bò ra nữa kìa. Ui. Đang bò nước ghê luôn. Wow, chiếc đó bò ra đây luôn quá đã. Wow, vậy là điểm này tới 3 cây luôn hả? Bên đây 1 cây. Màu trời bữa nay quay nó mờ 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 mờ.
xéo đang ngồi chờ kìa. Rồi cái máy này là của anh Linh đó các bạn, của anh Linh ở chợ Ma. Chiếc 70, chiếc máy kéo ở trong đang bò ra đó các bạn ơi. Nước dữ lắm luôn á, cái đó đó chưa có bơm đó, để ngập bánh hết trơn luôn, thấy chưa. Wow, miếng ruộng của nó bằng này đó, đã thiệt chứ, hoàn trang luôn á. Rồi dự điểm ở đây 3 cây luôn, cây 102, cây 70. Máy cứ cua lái mới không hòa luôn. Cái 10 bánh cũng bò từ từ không đó các bạn, đâu chạy lẹ được đâu. Quá nước.